quay tay. Electric is on on anyway. Do you have a Vietnamese language? In the following version, yes. Ah. No, I should be gone. No, we are gonna have new software. So just by the USB to update, that's all. Even the these actual washers, just you can change to. Thank you very much. Có những nó cập nhật các cái phần mềm. Còn gì? Hay là mình kéo cái này nó lui lại nhỉ, dịch lại nhỉ? Được, chỗ đứng đó. Được mà. Em kéo giật về đấy khoảng tầm 1.5 mét là nhầm.